Nào, nó có ghi rõ là bao nhiêu dòng hay không Nói chung chứ, là chứ nó lại không có chứ, chứ không lại không có thì nó lại buồn cười quá. đó. Nói chung là con của tháng này chúng ta chỉ có thế thôi. Nó con tình phụ chứ, đó là con phụ. Đấy mới là con tần phụ đầu tiên, đấy mới chỉ là con tần phụ đầu tiên thôi, vẫn còn rất là nhiều con tần phụ rất thú vị đang chờ đấy. Khác nữa mà bọn tôi cũng đã nói rồi, cho nên là mọi người cứ chờ đi. CFS APAC Series 2023. Nói chung là mấy món vũ khí này thì chúng tôi sẽ không có show lại nữa, tại vì hình như có một hôm Khánh cũng đã nói rồi, Nói rõ luôn, nói chi tiết luôn. một Ngay hôm hôm update, Khánh. ngay hôm update đã có nói, đã có chỉ dẫn chi tiết rồi. Nói chung là sẽ không show lại nữa. Nói Anh chung cũng là chờ đấy. lần này chúng ta vẫn, sau này bọn tôi vẫn sẽ tiếp tục với công cuộc kề ra này. Vẫn tiếp tục coi chứ, bên thường được bây giờ và qua bên quét đã. Alo. Alo. Sư cụ như chúng nó đang yên đang lành. Tự nhiên gì nhỉ? Tự nhiên bằng một cái cách gọi là ma giờ kỳ diệu là đấy, nó phải chọn coi như là lại biếu sư đề công ạ. Và ai cả trưởng luôn. Sao có cuộc đời nó vốn lạ thế nhỉ? Đang yên đang lành một cái phụt. Hello chủ bếp thế nhỉ? Hiện cái con gì nhỉ? Sweet Runner là ba skill ba dòng nhá. Còn Sweet Runner là ba dòng thẳng luôn. Ý ạ, thật. Còn thông tin khác là gì nhỉ? Nhắc lại lần nữa là CFS Apex Series. Gọi là gì nhỉ? Cái series CFS ở châu Á sẽ chính thức bắt đầu và khai mạc vào ngày 26 tháng 4. 8 đội của đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ thi đấu online. Thi đấu online. Tôi xem nào. Nói chung là có nhiều cái nó à ma lắm đây. Vòng quay vào vùng Azure Beach nhá. Dự kiến là sau cái đợt mà 12 tháng 4 thì tức là dừng bán gói K rồi cả cái vòng quay Ruby là sẽ mở gọi vòng này. Còn đồ đạc gì thì tụm là nói với các ông rồi nhá. Cái mà màn hình tôi che là có C4 nó gồm 30 ngày, câu không phải hỏi nhá. Nó khác hẳn nhá. Hình như là mỗi con Infinity đều thế sao ấy. Và một cái là bạn có tác. Đây. Nói thêm loại loại chết mẹ lên, nói chung là biết là như thế. Đây. Con Dragon Inno này là hai 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 dòng nhá, nhưng mà không biết là, hình như là không biết là con này có cực cộng thêm một dòng nữa không. Cái này không rõ. Khả năng là 2 cộng 1. Nói chung là tất cả những gì mà tôi là nói tôi có thể nói được thì tôi cũng nói xong rồi ấy. Lờ mau. Quay về Việt Nam thôi. Đây, bởi vì cái này là chỉ là quay lại bên
chỉ là gì nhỉ? Quay lại bên sách bên NA xem là có cái việc gì làm việc không? Còn không thì ôi,